Chào mọi người đã quay trở lại với dự án Sun Grand City New An Thới. Và trên màn hình chúng ta đang nhìn thấy cặp shop house chẵn ở đại lộ New An Thới. Đấy là cặp shop house AT80, AT82. Đây là cặp shop house mà nằm trên cái đường đại lộ lớn nhất dự án đô thị đảo Sun Grand City New An Thới tại Nam đảo Phú Quốc, do tập đoàn Sun Group phát triển. Và tổng quy mô dự án là 35 hecta, bao gồm 862 căn nhà phố thương mại và nhà phố liền kề. Thì đây là một trong những cái cặp shop house thương mại. Chúng ta sở hữu một cái mặt tiền của một căn trung bình sẽ là 7,5 m, và diện tích của một lô thường thì sẽ là khoảng 105 m². Ngoài ra thì chúng ta có các cái lô góc thì diện tích sẽ lớn hơn. Ở đây thì chúng ta có hai cái căn mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình, một căn màu xanh nhạt và một căn màu đỏ. Đây, một cặp AT80, AT82. Thì ở shop house đại lộ New An Thới này thì anh chị đầu tư cả cặp thì chúng ta sẽ làm kinh doanh nó dễ hơn, hoặc cho thuê nó cũng dễ dàng hơn. Đó, một cặp này thì tầng 5 nó sẽ là xây full, thì ở đây kinh doanh lưu trú sẽ là hợp nhất này. Nó kẹp ở giữa hai cái bên căn AT80 và AT86 thì sẽ là những căn có mái. Còn AT80 và AT82 ở giữa này thì nó không có mái. Không phải là không có mái mà là cái tầng 5 thì ở đây thì cái hoàn thiện mặt ngoài của chủ tư nó cơ bản nó sẽ khác nhau. Các bạn có thể nhìn thấy cái tầng 5 nó khác nhau. Tầng 5 có những căn thì sẽ có những cái dàn phơi, những cái dàn mà về sau này chủ nhà sẽ trồng hoa giấy hoặc là những cái dây leo để thả xuống. Còn có những cái căn thì sẽ xây full đến tầng 5, xây full diện tích. Đó, thì đây là một trong những cái cặp shop house chẵn, hướng cửa sẽ là hướng đông nam, thì sẽ rất là thoáng mát và nằm trên cái đường đại lộ New An Thới, dễ dàng để kinh doanh. Cung đường đẹp nhất dự án với mặt đường lên đến 36 m và vỉa hè 5 m, cực kỳ rộng, tha hồ chúng ta có thể kê bàn ghế ngoài trời. Ở đây thì một cặp shop house này thì anh chị có thể chia phòng được, chia được làm phòng khách sạn. Một căn thì chúng ta có thể một tầng chúng ta chia được 4 phòng, thì một căn chúng ta sẽ làm được khoảng 16 phòng. Tầng 1 thì chúng ta sẽ làm kiểu reception hay còn gọi là lễ tân, và một cái khu vực nhà hàng nho nhỏ để tiếp khách. Bên này thì chúng ta có cái mặt đường đại lộ New An Thới, các bạn có thể nhìn thấy cực kỳ rộng. Và khi mà các bạn đến đây thì các bạn mới cảm nhận được nó rất là đẹp. Nó là một trong những cái cung đường đẹp nhất ở dự án này. Và ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy cái mà cách chủ tư họ thiết kế nên cái sản phẩm tại shop house nhà phố Sun Grand City New An Thới này, nhà phố thương mại, với cái mặt ngoài hoàn thiện cực kỳ đẹp và bắt mắt. Nó vừa có cái hơi hướng thiết kế của Địa Trung Hải, như chúng ta đang nhìn thấy những cái ánh nắng bờ Tây đảo Ngọc đang chiếu vào thì nó chiếu lên căn nhà, nhìn căn nhà nó rất là sáng và sang trọng. Ngoài ra thì ở đây thì chủ đầu tư họ hoàn thiện cái mặt ngoài nó rất là đẹp, và mình nhìn thấy đây là một trong những cái dãy shop house mà sở hữu cái mặt tiền mình cảm thấy ưng bụng nhất, hài lòng nhất. Chúng ta có thể nhìn thấy các cái concept mặt ngoài của các căn nhà phố tại đây nó hoàn toàn khác nhau. Căn màu vàng, căn màu đỏ, căn màu xanh, nó rất là đa dạng màu sắc. Và mặt đường thì chúng ta có một cái mặt đường cực kỳ rộng, chia làm hai làn đối chiều nhau. Và ở đây trước đây thì chủ đầu tư họ có làm một cái giải phân cách ở giữa, nhưng mà do thay đổi và tối ưu về cái sự thông thoáng cho con đường thì chủ đầu tư họ đã đập bỏ và họ làm một cái mặt đường hoàn toàn là phẳng, thì chỉ làm cái vạch kẻ vàng này thôi, vạch kẻ mềm này thôi. Thì đấy là một trong những cái điểm cộng của dự án. Nó làm lên những cái căn nhà phố ở đây nó có một cái tầm nhìn rất là khoáng đạt và nằm trên một cái mặt đường đại lộ. Nói chính xác là đại lộ, những cái tuyến xe khách du lịch lớn sẽ trung chuyển cái lượng khách hàng vào ga đi cáp treo Hòn Thơm, cũng như là khu vực shop house Địa Trung Hải ở phía trong. Ở đây chúng ta có những cái căn shop house cuối cùng đang mở bán tại trục đại lộ Sun Grand City New An Thới này. Trục đại lộ New An Thới, trục đường 36 m, trục đường lớn nhất của dự án.
với giá bán trung bình từ khoảng 16 đến khoảng 18 tỷ một căn. Trong đó thì khi anh chị mua tại thời điểm này thì chúng ta sẽ có một cái voucher hỗ trợ kinh doanh giảm trừ 2 tỷ đồng vào thẳng giá trị của căn nhà phố. Và cũng nhờ cái chính sách kích cầu này mà chủ đầu tư đã bán hàng xuất sắc trong cái tháng 9 và tháng 10 vừa rồi, với cái lượng giao dịch khủng. Tổng dự án của cái trục đường AT này thì nó chỉ có hơn 100 căn shop mặt đường 36m thôi, và hiện tại trong bảng hàng đâu đó thì cũng chỉ còn vài căn, số lượng rất là giới hạn. Và anh chị nào không nhanh tay thì chúng ta sẽ vụt mất cơ hội đầu tư. Ở đây thì chúng ta đầu tư không chỉ đầu tư về để kinh doanh, đầu tư cho thuê hoặc là kinh doanh lưu trú, kinh doanh dịch vụ ở đây, mà chúng ta đầu tư để gia tăng cái lãi vốn, tức là cái giá trị gốc ban đầu. Một căn ở đây khoảng 16 đến khoảng 18 tỷ. Chia ra đơn giá thì nó sẽ đâu đó khoảng hơn 100 triệu một mét. Mình nghĩ là giá rất là rẻ. Ở đây chúng ta có đất đô thị sở hữu lâu dài, và các bạn khảo sát thị trường bất động sản đã phát triển lâu trước đây khoảng 10-15 năm. Chúng ta có Đà Nẵng, chúng ta có Nha Trang, thì những cái trục đường mặt biển thì nó sẽ khoảng trên 500 triệu một mét vuông, và phía sau mặt biển nó sẽ là khoảng từ đâu đó khoảng 200 đến 300 triệu một mét vuông. Thì với dự án này, thứ nhất là rất gần biển, có những căn view được biển, và nó là cái trục lõi của dự án, nó cũng là cái trục đường huyết mạch kết nối ra đường lên ga đi cáp treo Hòn Thơm. Và tất cả những cái tuyến khách mà lên ga đi cáp treo Hòn Thơm cũng như là trải nghiệm tổ hợp Sun World Hòn Thơm Natural Park thì đều phải di chuyển qua cái trục đường AT36m này. Thì mình nghĩ là với giá trị khoảng 150 triệu một mét ở đây thì nó quá rẻ, bao gồm cả xây dựng một cái căn nhà rất là lớn rồi. Đó, một căn nhà rất lớn với diện tích sử dụng cực kỳ rộng. Ở đây thì chúng ta có một lô đất khoảng 105m mà giá bán khoảng từ 16 đến 18 tỷ một căn, bao gồm xây dựng hoàn thiện mặt ngoài phong cách Địa Trung Hải, 5 tầng, với diện tích xây dựng đâu đó xấp xỉ khoảng 400m2. 400m2 chúng ta nhân với đơn giá xây dựng ở đây thì nó sẽ khoảng 3,5 tỷ đồng tiền xây dựng. Mình đang thắc mắc là tại sao một số khách hàng đầu tư tại cái trục đường Trần Hưng Đạo để làm khách sạn mà không mua một cái block shop house ở đây để làm nguyên một block này, để làm một cái khu khách sạn khoảng 3-4 sao thôi, nhưng mà nó rất là đẳng cấp và sở hữu lâu dài, nằm trên cái mặt đường chính, hạ tầng đồng bộ, bên cạnh nó là khu vui chơi giải trí, nằm trong cái hệ sinh thái bất động sản vui chơi giải trí nghỉ dưỡng của tập đoàn Sun Group, thì kinh doanh nó rất là dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều so với chúng ta mua đơn lẻ ở phía ngoài và nó rất là manh mún. Thì ở đây những cái block này thì anh chị nào đủ điều kiện chúng ta làm mua một block thì đã có những khách hàng mua như vậy rồi, và họ mình nghĩ sẽ thành công trong tương lai. Và anh chị nào đang quan tâm về các căn nhà phố tại đây thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Vinh qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại.